Ê, gì vậy? Thấy em ngay cái này. Ê. Ê, chị chơi ăn gian quá hả? Chị Long chơi ăn gian quá hả? Trời ơi, chị Long mới đứng lên khe chân ra cả nhà. Chào chị. Trời ơi, hôm nay đi đâu vậy? Hủ tiếu. Bán hủ tiếu hả? Trời ơi. Hồi nãy chị Loan đang khoe chân hả chị? Chị Loan đang là tạo dáng gì vậy? Trời ơi. Ăn hết bầm bầm hoài. Khổ quá khổ. Có ngày ăn hết hoài. Sắp tới thôi coi đi em đang đi thiệt cũng đi xong hết rồi em gửi cho mọi người. Trời ơi. Xinh xương nhỏ nhỏ dễ thương, gia đình đầm ấm thôi. Đúng rồi. Gần đây hả? Mấy ngày nữa rồi. Dạ. 14/10. Bởi vì em đăng hình á, xong rồi cô chú nó hỏi nhiều lắm đó. Ủa sao con nói biên mà không biết? Con nói biên mà sao chưa biết? Không nghe bung nói hết. Dạ chưa, mới đi chụp hình thôi. Vậy hả? Dạ, kỷ niệm gia đình thôi. Nhanh quá ha, bữa đây đó được năm rồi đó. Tới ngày đó có tạo có gì bất ngờ không chị? Không có gì bất ngờ hết. Bình thường không có gì bất ngờ hết. Thôi em đi đây. Dạ rồi. Ngay lúc này, trời ơi, em Đạt đang làm gì đó? Trời, dễ thương quá ha. Em có người yêu chưa? Chưa luôn hả? Trời ơi, dễ thương vậy hen. Cần tìm người yêu sao nói anh. Giỡn hả? Có rồi đó, anh có rồi đó. Trời ơi, đâu rồi thiệt chứ. Anh có rồi, anh chế bộ thôi. Ủa em xé từ đó lỡ bị rách có sao không em? Úi, hết hồn quá. Người bán son nhìn cái môi có khác ha. Cái môi hồi đó chét luôn không? Ủa son đó cây có xài được không chị Bơm? Được. Chắc không? Biết được em mua một cây nha. Son ai xài cũng được, quan trọng là dám không thôi. Tới chị nữa rồi đó. Anh vào xài không? Ok anh em xài chung. Như nói anh vào anh phá anh cười hả? Anh xài không anh em coi xài chung. Ê. Trời đất ơi. Nói anh mất cỡ anh gãy đầu. Hi. Ai vậy? À, sáng nay thì Hậu Nhân với Tín Môn cây son. Hậu Nhân với anh vào anh em hai anh em xài chung, nghe gì bùm bùm đó là xài đàn ông xài được hả? Vậy bùm bùm anh vào nó tính mua cây hai anh em xài chung quá chị. Ủa em sao? Dạ đầu tiên phép Hậu Nhân mến chào cả nhà nha. Sáng hôm nay thì đang có mặt tại quán hủ tiếu của chị bùm bùm nha cả nhà. Đó. Đây là người yêu của chị bùm bùm đây, Phương. Thôi. Nó trúng cái gì ngồi chết cười te tét luôn. Đó, nồi nước dùng rất là ngon nha cả nhà. Thơm lắm luôn. Dạ, hiện tại Hậu Nhân đang có mặt tại quán hủ tiếu Bò Viên của chị bùm bùm nha cả nhà. Và địa chỉ là 181-43-4 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Cả nhà mình có thể là đến để ăn trực tiếp và có thể là mua về nhà nha. Đó, mua về nhà thì cả nhà mình gọi vào số điện thoại 0707-795-822 thì sẽ có shipper giao đến tận nhà cho cả nhà nha. Thì ở đây thì có bán bò viên luôn cả nhà. Bò viên thì mình mua nửa ký là 1/2 ký là 215.000. Mình mua 1 ký là 390.000. Lạc xưởng. Đặc xưởng thì mua nửa ký 185, còn 1 ký thì 355.000 nha cả nhà. Thì mình tới đây mình
có đầy đủ luôn. Lạc xưởng thì nó rất là ngon nha cả nhà. Đó. Và còn trước mặt cả nhà đây chính là anh Phúc Khang. Hello anh chị, anh nha. Ngày nào cũng đòi ăn sáng sớm nhưng mà sự rất là ốm luôn. Chừng nào mới mập nổi à? Sáng hôm nay được em Hậu Nhân mời hủ tiếu. Đúng rồi, em mời anh đó. Anh ăn đi. Anh ăn được bao nhiêu tô anh cứ ăn. Em bao. Nói chung là nói cả nhà sáng lên hôm nay Phúc Khang. Đây, hai anh em. Ở đây quay ảnh trước đi cả nhà. Tôi làm video vậy cả nhà. Mệt quá. Bữa nào cũng 1 2 giờ đêm không có gì nhà không. Sao gì phi vậy? Hả? Sao gì phi vậy? Đi quay video để có video cho khán giả mình xem đó. Trời ơi dễ thương vậy. Giống như ngày hôm qua em thấy không, ngồi cả ngày luôn tới trời tới khuya luôn. Mới quay được một clip cho khán giả xem. Hình như thế anh suy nghĩ nhiều quá, tóc anh bạc trắng hết trơn đúng rồi đúng không? Già quá. Quá trời của đất ha. Nhưng mình già, mình chịu già cô chú anh chị. Hả? Mình già là mình chịu già, chứ mình không có nói chỉ trâu chỉ gì nữa ở đây á. Đây. Chịu đó nữa hả? Có. Có nhiều người già thương già không chịu. Trời ơi, già không chịu hả? Cả nhà. Sáng ngày hai anh em ăn hủ tiếu nha cả nhà. Đây thì mời cả nhà ăn hủ tiếu chung với hai anh em. Này không gắn mít thì ổn tí nha cả nhà. Dạ chào cô. Ăn hủ tiếu cô. Hủ tiếu ngon lắm luôn. Đây. Dạ con. Chào cô. Trời ơi, con biết con mừng quá trời luôn. Đó cả nhà thì sáng nay thì mấy ngày nay thì người nó bị mệt, đi quay không có nổi, mà cố gắng cả nhà, cố gắng làm. Đấy. Hậu Nhân rất thích ăn hủ tiếu luôn, ngày nào cũng làm tô. Cho anh cục nè, ăn đi anh. Thôi bỏ chung rồi, ăn đi, đừng có vớt qua đây nữa, miếng không. Anh nói thôi vậy anh vẫn bỏ vô cho anh chấm anh ăn cả nhà thấy cái đó cái mỏ à. Xạo gì vậy? Thôi thôi đó là mình ăn với mình từ chối là nó là phụ lòng của em Út. Đó. Em cứ bỏ thử đi. Thôi không à. Tốt ghê luôn á. Thôi liên tục mình cũng em cũng nghĩ là anh thôi thôi đi. Thôi cái anh bỏ vô anh chấm anh quất luôn. Rồi nói nó mà lơ đúng không? Mà lơ thôi đó. Trong bụng của nó là chế ổng đừng có ăn không trả lại đúng không? Có thấy gục quá. Không ăn thiệt. Có thể á cứ. Dạ sáng mà cả nhà ăn sáng cùng con nha. Cái bữa nay phải nói là sức khỏe là bị kém một tí. Mưa gió thất thường đó nha. À, nên cũng bắt đi quay. Mời cả nhà ăn chung nha, đây cho cả nhà xem tô hủ tiếu nè, rất là tuyệt vời luôn đó nha. Mình ăn mình lấy cái nạm nè, cái này là nạm đúng không? Gân. Gân đó nha. Đây, cả nhà xem nè, gân bự cờ bá luôn không? Đó, mình chấm vô. Quất thổi nhẹ cái đi nó phỏng mỏ cả nha, nhớ thổi nha, đừng làm giống Hậu Nhân rồi. Cảm nhận cái vị nó rất là ngọt cả nhà, rất là ngon luôn á. Ở nhà mà không tin thì đến ăn thử một tô á nhà. Nhớ tỷ giờ thường mình bán là tái bán 25k đúng không cả nhà, rồi bồ chiên mình bán 25k cả nhà. Quay đặc biệt cái nữa là đặc biệt luôn mà cũng chỉ 55 luôn à, cái đó nó Hậu Nhân cứ thích guốc mắt cái chỗ đó đó, đặc biệt cũng 55 luôn. Lát hỏi bà chủ ơi. Trời ơi dễ thương vậy. Từ quận 8 xuống đây ăn tô hủ tiếu, đi từ xe 200 mấy, ăn tô hủ tiếu 55.000. Quá trời tuyệt vời luôn, cô thương chị bùm bùm quá trời. Ủa, quay chim à? Quay.
Ở chị ơi, em có thắc mắc chuyện này nè, chị chia sẻ em ơi. Hậu Nhân nhiều chuyện lắm cả nhà. Nó ghê quá. Ăn quy đầu hết đậu hủ tiếu. Nó nở ăn không rồi. Tôi thả nó không? Thôi. Bệnh này giờ tới. Ủa sao kỳ vậy? Hủ tiếu tái cũng 55k. Hủ tiếu bị cũng 55k. Đúng rồi. Đặc biệt nó phải giá khác, ta cũng có 55k vậy. Thập cẩm cũng 55 luôn. Trời gì mới hay. Trời ơi, hổm giờ em biết em đâu có ăn riêng đâu, em quất thập cẩm luôn. Bởi vì em live stream lúc nãy em cũng nói là mọi người đừng ăn bò viên không, mình ăn ba vị cho nó tròn. Là đầy đủ luôn, ăn thập cẩm đi là ba món luôn. Đó, cũng 55 tiền. Nhưng mà em thấy thiếu lạp xưởng á chị. Ủa, ăn lạp xưởng với hủ tiếu hả? Lạp xưởng có bán ký. Bán ký luôn, em có dán bán. Muốn ăn thì lấy mua ký này. Chiều nay coi mình sao mình mua, mình làm cho bánh mì không, mình ăn ngon ghê à. Chiên nữa hả? Em làm mua ở nhà bụng bông chiên chứ ở đâu. Cái bữa đó có ăn không ta? Có. À có, trời lâu lắm rồi. Ngày qua em xưa em làm lạp xưởng em ăn, em tính trong đầu này em ăn nửa chén cơm thôi. Tại tối rồi, không có được ăn nhiều mà. Tối rồi rốt cuộc ăn một tô cơm luôn. Mà không nhận nha. Sữa ngon. Ở ngoài cái gì không ăn mặn tí mà càng nhai lâu nó càng ngọt. Qua bánh mì ngon ghê luôn á. Quay qua lại mời anh em thì tình quá, mình còn có miếng à. Sao anh em ăn nào thì tình hết trơn. Cái lạp xưởng ở trong của nó không có gân. Vợ anh mà ăn lạp xưởng ở trong mà có cục gân gân cứng cứng là nó bỏ. Không thích ăn gì à. Lạp xưởng gân là khác. Còn đây là cứng cứng thôi. Trời. Nhưng mà có nhiều người thích ăn gân thì thích ăn lạp xưởng gân cũng ngon. Mà có điều nhai hồi nha, nhìn ê răng. Lạp xưởng thường thường là mình làm sao ngon ta? Em ăn với cơm không à? Không biết lúc mình chế biến nó chín vậy. Anh nướng bằng nồi chiên không dầu thử đi, ngon lắm. Nồi chiên không dầu cũng được. Ngon hơn là anh lăn nước luôn. Ủa nhà không có nồi chiên không dầu sao nước? Thì em mới lăn nước với em chiên. Để cái dĩ lên nướng luôn đi, nó nhìn là nướng thịt vậy. À. Như nướng thịt vậy đó. Bữa hổm nghe gì đó thì nước dừa gì nữa hả? Đúng rồi. Thay vì mình chiên nước thì mình thay bằng nước dừa cho nó ráo lại, nước dừa nó áo lại, thấm vô trong cái thịt xưởng luôn. Mặn mà hơn nữa đó. Đã rồi. Ăn vậy lại tốn tiền nữa. Ủa anh không bỏ thêm miếng tương như nước lèo hả? Không. Không bỏ miếng hả? Đúng rồi. Bỏ vô nó mới ngon. Một miếng tương nhớ làm như vậy. Hoặc là thêm miếng sa tế. Mà đặc biệt sao có cái này nè chị. Em phán sa tế. Mà cái sa tế của chị làm sao mà giữ độ cay rất dữ vậy? Nó cay thì tụi em bỏ có chút xíu rồi đó mà nó cay. Bữa em ra em dứt cho một món em ăn đâu có nổi. Trời ơi nó cay muốn lọt cái lưỡi luôn. Cho nên lần đặc biệt anh ăn hủ tiếu hoặc là phở gì anh đều ăn sa tế rất là nhiều. Biết sao? Sa tế người ta nó không có cay, nó hơi là với anh nhìn vô cái tô biết không, nó màu vàng với nhìn nó đẹp, nó hấp dẫn. Rồi sa tế em là từ bữa giờ anh ăn một lần tới giờ anh không sợ luôn. Anh sợ quá cay. Anh không biết gì hết trơn á, mà làm cay em đỡ đâu. Đầu tiên anh bị sặc luôn á. Tại anh ăn cay dở lắm. Bởi anh bỏ chút xíu rồi chứ có màu mè chứ không có bỏ dừa. Em lúc nào like hay là bán nói là bỏ chút xíu không ăn cay được, bỏ xíu thôi nha, xíu thôi nha. Anh biết lý do là sao? Ngon lắm mà cay quá. Biết sao nó có màu không? Tại người ta lúc ta làm ta bỏ đều á. Hiểu không? Có màu. Bỏ ăn ớt nhiều quá nên tứ mặt cũng nổi á. Không ớt nhiều đâu. Ấy, thêm tới nữa kìa. Ông chén như vậy. Hôm nay rồi, hôm nay giờ mới nhớ hôm qua chứ cũng có việc đắng ớt. Thôi rồi, nhiều gan đó. Đắng chết ớt. Hay mà tay say á. Em cũng đắng ớt. Em cũng đắng ớt nè. Hôm nay cũng đắng ớt rồi. Đây. Không quay được. Tôi đi xong rồi mới lên. Hôm qua không có anh hả? Không. Hôm qua em rất là mà em có lên đi nữa, em quay cũng như không em ơi. Nó đặt đều, nó nói là video mình lấy lại, mình làm video cũ mà em quay như không hả? Mấy em có quay cái lúc mà em đưa thiệp mời cho chị Ni không ta? Lâu lâu chị Ni cho nó lại phải đưa. Đó. Lúc mà mắc cười nhất là bà vú mà hôm nay á vớt bông luôn á. Có đem bông được không? Hả? Ok, mà đem lên lại rồi. Rồi, đem lại. Hùng gì mà tới rớt bông ghê vậy? Trong đầu tự nhiên anh nghĩ thế nào là tụi nó cũng đệ chuyện đúng không? Cái anh thấy qua cuốn lịch, anh lia vô cuốn lịch lên quay anh không to gì nữa. À. Vậy mà nó còn hả? Nói được đó. Chắc nó nói là lúc đó nó không coi hết cái video. Nó không thấy. Nó bị hố. Nhưng gì?
vô gì anh để quay cho mấy ông ăn nè. Em cũng có nói là ủa nếu mà quay trước trong một năm chỗ gì là em tính ra em mời thôi, đâu chị đi bé Bill là trước năm luôn, hoặc là bé Bill mới có 3 tháng là em mời thôi đôi rồi. Quá trời quá đất luôn, thiệt sợ. 2 đồng để dành là 4 đồng biết là vậy mà đăng lên. Mỗi gốc tại đó cảnh là mỗi gốc khác nhau mà. Sáng sớm là chị đi bán vé rồi, em là em nôn nao rồi, nhưng mà em ghé giữ trong lòng, em đợi chị đi qua đó cho mọi người bất ngờ. Chơi. Thằng nào mà tìm được clip cũ đó mà lấy đăng lại anh cho anh 100 tỷ. Không phải là 1-2 tỷ mà anh cho 100 tỷ. Anh có tiền không mà anh cho anh 100 tỷ? Có. Tao 200. Ê. Ai 200 luôn rồi. Tiền dân mã hả? Tiền thiệt. Trời. Có nhiều cái lắm. Nhà ta trời. Tại vì mấy bé nhân viên cũng là mới đây làm. Đúng rồi. Cái người cũ là đâu còn làm nữa đâu. Thấy ông nhân viên cũng mới đâu cái gì. Cũng là cái mới hiện tại hết trơn đó mà cũng kêu dạ. Mấy lần trước làm gì có chị Liên, ca sĩ Lê, chị Liên. Đúng rồi. Đúng rồi. Làm gì có mộng cầm mà mặc cái bộ đầu đó. Đúng rồi. Chắc nó chơi, nó còn chơi ai gì đó, kêu gì đó. Kêu làm người giả nữa thì cái sợ thiệt luôn, cái gì có. Trời ơi, nó chơi cái nó sáng hay bình luận mới khủng khiếp nữa kìa. Sao? Nói là chị đi gặp chị Loan xong rồi bay qua Malai xong rồi bay về Việt Nam chụp hình. Trời ơi trời. Nó còn nói là sáng đi hồ tò bên Malai xong buổi chiều mới về Việt Nam. Tại sao không đến buổi sáng đi mà đến buổi chiều? Trời đất ơi. Nói chung là giờ nó nhục quá, nó biết làm gì mà để nó che được cái nhục, nó làm gì cho nó bớt vậy mà. Anh không quan tâm mấy đứa đó, mấy đứa. Anh có quay cũng được không? Anh quay lên nó cũng nói cũ mà. Quay cũ vô. Chứ để kênh cho nó tụi em quay không thấy cái lịch ha. Nó cái đuôi sao không thấy cái lịch. Nó cố tình à. Cố tình nó bị hố. Tại vì nó vô nó thôi nó coi con khúc đầu à, nó đợi coi hết clip đâu. Chủ yếu là anh để nó lấy thông tin nó nói thôi. Nhưng nó bị hố. Lịch lại chằng chằng mà không thấy. Tối hôm lo tức quá mở lịch điện tử lên luôn. Mà thật sự mà ngày hôm qua anh rung á. Tim mà nó đập mạnh mà tay mà anh cầm điện thoại nó rung nè. Đúng hả? Ừ. Ví dụ như mấy lần trước đi thì mình biết tin là bữa đó có ni hay là giờ đó có ni thì nói chung là nó cũng bất ngờ nhưng mà nó không bằng. Còn này giống như là bỗng nhiên ở đâu mà xuất hiện vậy đó. Em thấy mấy cái clip của mấy anh chạy qua bằng tay. Anh đâu có bấm máy luôn, lúc mà ni đốt nhang anh đâu có máy đâu. Quên luôn. Chuyên gia luôn. Chuyên gia bấm không quay luôn. Không bấm máy. Bởi vì ông Tân Mập ông làm được 2 clip, anh có 1 clip à. Bởi nói á, đôi khi á là những anh em mà quay trước nhà chị ông Loan á thì thổi hơi hư chứ thổi của anh này là không có hư. Cứ quay đâu rồi. Quay được rồi. Không lấy là ra mà thấy ngày nào đứng cũng lao chùi camera được kỹ càng lắm á. Làm không quay lao cho sạch thôi chứ không quay. Làm màu vậy đó. Lao chùi lấy mất kiến xuống lao khí thế lắm. Đứng đâu cũng lao. Rác là ta quay xong nhìn lại mình không có. Chị anh thấy chưa? Chưa quay mang trễ lắm. Trời ơi, anh trễ ra bụng sao? Là sáng nào cũng muốn đi cà phê là thôi cho no rồi tí nổi muốn. Trời dễ thương vậy. Thấy vui ha. Được rồi. Em á 2 lần không quay được chị nữa. Quay gì? Đi đây á. Từ bữa giờ chị về đây á. Dạ mình chưa có duyên rồi. Hai người không được quay luôn. Cana rồi chứ tại vì hôm qua đâu ai biết chị này tới thì bất chợt mà nó quay. Nó bất ngờ đó. Trời ơi, qua mình nằm ở nhà mà thấy clip lên coi luôn mình cũng mừng thấy bạn. Chạy lên. Hôm qua cũng có nhiều người. Không anh được buồn thì khóc nữa. Ủa bây giờ anh có biết có biết anh YouTube nào tên làm 15 giây không? Biết hả? Tại vì có một cô gửi cho ảnh một lóc dầu nhờ ảnh tặng cho mấy anh YouTube ở trên mộ mọi người 15 mét. Nhưng mà cô kêu gửi cho 15 mét ở trên mộ á. Đỡ cho làm gì sao gửi lên đó. Còn sao em mới lên mộ bác? Tại vì em sợ lâu cho nên cũng có nó là em gỡ giữ mộ cho bác Năm á. Cũng có chảnh mà. Cũng có chảnh luôn. Ý nó là dầu thì đang ở đây. Giờ sao gửi lên. Ý mày mốt lên kìa. Cũng phải lên gì mà em gì thôi em lên đó. Không có. Sao chị có lên thì chị đưa. Còn không chị Long lên chị đưa. Ừ. Nói không tuần sau em sẽ lên. Bây giờ có chị đây nè. Có chị thủ thủy với chị Long đó. Nói chừng nào mà chị nhớ bay cho điên mình. Nhớ cho em gỡ lớp dầu. Cả bữa đi tối hết hồn quá chứ. Mà về chỉ like chim nó like gần cái chỗ em ở luôn á.
tính chạy ra rồi mà chạy không kịp. Lên đó một chút rồi tâm sự với bác rồi đi về đó. Nó sẹt sẹt mày á. Dễ không? Vô bữa đó chị tổ chức mấy giờ chị bùm bùm? Chiều. 6 giờ tối. À đó. Alo. Ủa em chị thấy trong cái bên hốc á là có hàng gì của chị Trâm Anh dưới lận, thiếu gì của chị Trâm Anh? Ủa còn áo gì nữa vậy? Trời ơi thôi chứ nhiều hơn mấy cái lận đó. Em tên của em chụp mẫu bây giờ để chị gửi qua coi, chắc quên rồi đó. Em để một lốc cho bánh răng với một lốc dầu trắng chung vô cũ kỹ luôn chị. Dạ. Thôi bây giờ em chụp hình cái áo chị. Mới đó, mới ngày nào qua chị bùm bùm có bầu, đi khám thai liên tục, quay qua cái đẻ hả? Ừ, cái đợt đó cái gì đâu mà bùm bùm đi sanh trong đêm, trong ngày, gấp rồi, gấp rút rồi, đâu có đi sanh đâu, rốt cuộc cái ngày em đi sanh là cái ngày không ai biết. Không biết ngày nào sanh bên nội em á, rồi lắm rồi, cứ ngày nào cũng, ủa mình có đi sanh đâu không? Dạ đâu có, trời sao coi trên mạng cái hôm sau, ủa con đi sanh đâu con không, không còn nhà mà con chưa có đại hội, con chưa có nấu gì hết. Trời, đỡ nha. Đẻ một lần hả, cả tháng trời, ngày nào cũng đi đẻ hết trơn á. Ngày nào cũng đi đẻ luôn á. Ngày nào cũng đi đẻ. Nó chuyển mảnh cho em rồi. Dạ rồi rồi, em thấy rồi. Có clip nào mà bơm đi xanh trong mưa không? Có đi xanh trong đêm là nhiều nhất. Quá hết dạo đó. Đêm không luôn. Anh giờ thì mới ăn tiếp xong ha. Dạ, mới ăn xong. Rồi em nhớ tô phải bắt luôn trời. Rồi đây ngon nha. Quá ngon. Ngon nha. Ngon. Dạ dạ. Hai chai ạ. Cả nhà mình ai gần đây đó nha. Mình đến đây là hủ tiếu nha cả nhà. Đặc biệt của lạp xưởng nữa cả nhà, lạp xưởng ngon lắm. Chiều nay coi anh em tụ họp là có đông không? À, mua lạp xưởng lên chiên lên, nhà chiên bùm chiên lên, chiên dông hỏm đó nha. Rồi chiều đói nha, mà chờ được dĩa lạp xưởng ăn nó ngon gì đâu á, ăn bánh mì không á cả nhà, ngon tuyệt vời luôn. Cái nước này dùng ở cả nhà nó ngọt lắm luôn. Bữa nay hầu nhân ăn mới thấy ngon, thường thường á. Từ bên trong người á, ăn cái gì cũng không thấy có ngon vậy trơn. Công nhận là mình sức khỏe mình nó khỏe rồi á, làm ăn cái gì mình cảm thấy cũng ngon. Ăn đổ mồ hôi hết trơn luôn á nha. Ở nhà đến đây á, hậu nhân phiên ở nhà mình nên ăn hủ tiếu mì hợp cẩm á cả nhà. Hợp cẩm á thì nó sẽ đầy đủ luôn, trong đó thì nó có nạm nè, gân chứ, gân nè, bộ viên nè, rồi thịt tái nè. Cả nhà mình ăn đủ thứ như vậy á thì cái nước dùng của mình á nó sẽ có thịt tái, cái nước ngọt thịt tái nó ra nữa, làm cho mình con mình rất là ngọt.
Và đặc biệt á, ở nhà mình làm tương ớt, ở nhà mình làm từ nửa chén này, nửa chén này vừa tương gà vừa tương đen và tương ớt, mình nặng miếng chanh vô, một miếng ớt nữa. Trong trong đó cả nhà mình lấy cái muỗng nè, cả nhà mình canh nửa chén, cả nhà mình sắn ngang, cả nhà mình bỏ xuống cái tô này và nửa chén cả nhà để mình chấm, thì đảm bảo tô hủ tiếu nó rất là ngon luôn, rồi rất là tuyệt vời. Lúc đó là mình hấp cái nước mình không mất, mình hấp mất ngay luôn á nha, nó ngọt, nó đậm đà, có nghĩa là cái nước dùng chỉ nấu vừa chừng, nó ngọt thôi. Đó. Canh sao cho những người mà tan mặn một tí xíu á, thì người ta sẽ bỏ tương ớt, tương cà thêm vô, thì nó sẽ đậm đà, rất là đậm đà luôn. Thúc quay kỳ quá. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, Thảo Nhân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả những cô chú anh chị đang xem trên kênh của em nha. Em xin chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe, nhiều thành công, và đạt được cuộc sống. Dạ xin chân thành, đại thành cảm ơn cả nhà.